Xin chào các bạn. Trong video tiếp theo này mình sẽ cập nhật tình hình về mảng DeFi của bên Binance. Thì trước khi bắt đầu video mình nhắc lại là mình chỉ chia sẻ những suy nghĩ và những trải nghiệm riêng của mình về thị trường thôi và không được cho là lời khuyên đầu tư. Đầu tiên thì mình sẽ xem tình hình là mảng DeFi của Binance hiện giờ như thế nào. Hiện giờ là tổng vốn hóa của Binance Smart Chain là đã có 4,2 à khoảng 42 chứ, 42 tỷ đô các bạn. Và bây giờ mới là cuối tháng 4 thôi. Có sự tăng trưởng rất là tốt. Và khi mà mình so sánh với bên DeFi của Ethereum ấy, là bây giờ là tổng hóa của Ethereum, DeFi của Ethereum là 66 tỷ đô. Thì khoảng cách bây giờ bắt đầu thu gắn ngắn lại rồi. Bây giờ bên Binance chỉ thua bên Ethereum chỉ khoảng 20 24 tỷ đô thôi. Và mình nghĩ là tháng 5 bên Binance mình nghĩ sẽ lên được 60 đô tháng 5 này. 60 tỷ đô. Và tháng 6 mình nghĩ là khả năng là rất dễ có thể vượt mặt được bên Ethereum. Đấy. Thì mình sẽ chờ đợi xem tháng 5 này như thế nào. Đấy là nhìn chung về DeFi. Và các bạn thấy là hầu hết là những cái đồng DeFi của bên Binance đều tăng trưởng rất là tốt này. Rất là nhiều vốn hóa đổ vào. Còn bên Ethereum thì cũng có nhưng mà rất là ít các bạn. Phần trăm chỉ có 0% đến 1%. Chỉ có Uniswap là cũng tăng mạnh khá mạnh 14%. Nhưng mà khi mà các bạn nhìn về vốn hóa của Uniswap là chỉ có 7 phết total value locked in Uniswap là chỉ có 7 phết 79 tỷ đô thôi. Trong khi bên Binance PancakeSwap là bây giờ đã có gần 10 tỷ đô lock rồi. Hơn gần 3 tỷ đô. Khoảng cách bắt đầu vốn hóa mà lock in PancakeSwap bắt đầu là rút ngắn dần các bạn. Rồi bây giờ mình xem đầu tiên là đồng khách. Wow. Một tháng trước mình có làm video mình kỳ vọng là đồng khách là lên đến 45 đô các bạn trong tháng 4 này. Và hôm qua mình đã lên đến vùng này rồi, 44 đô rồi. Chỉ thiếu thiếu 1 đô là lên đến cái đỉnh của mình kỳ vọng. Đấy. Thì cũng gần rồi, thiếu 1 đô thôi thì cũng cũng gần rồi các bạn. Thì mình nghĩ là trong chu kỳ tăng trưởng năm nay ấy, đồng khách này có thể lên đến 100 đô các bạn, là rất là dễ dàng. Thì mình đo thử, đo phi bồ thử. Đây mình nghĩ là lên đến tầm này, trên tầm này rất là dễ dàng. Mình sẽ target 100 đô. Khi mà khách lên đến tầm tầm này khoảng hơn 60 đô một tí là mình sẽ chốt lời 20%. Tại vì cách mình đầu tư rất là đơn giản là vì giá trung bình của mình là chỉ có 12,50 đô thôi. Đấy, thì khi gấp 5 lần cái vốn ban đầu mình đầu tư thì mình sẽ chốt lời để mình rút cái vốn này về. Đấy, đơn giản như vậy. Còn sau đấy là mình sẽ để lại cho 80%. Thế là đến cuối chu kỳ mình sẽ chốt chốt lời. Khi mà Bitcoin lên đỉnh mình sẽ chốt lời sau. Đấy, mình nghĩ là sẽ lên đến tầm này. 100 đô là đơn giản. Đấy là đồng khách. Tiếp theo là đồng XVS cũng phá đỉnh các bạn. Ngày hôm qua là cũng lên đến tầm đỉnh cao là 124 đô. Đấy, phong cũng khá mạnh. Và đồng XVS thì mình nghĩ là lên đến 300 đô trong chu kỳ năm nay là rất bình thường. Tại vì khi mà mình so sánh với bên mạng lưới của Ethereum ấy, thì các bạn thấy là mảng lending ấy là có AV này, Marker này, Compound này là của Ether. Và hiện giờ
Vốn hóa cao nhất là AV thì là có khoảng 5 tỷ đô. Tiếp theo là Maker là 4 tỷ, Compound là 3 tỷ. Thì Venus lên 3 tỷ là mình nghĩ là khả năng rất là cao để có thể lên được vị trí Compound như bây giờ. Đấy. Tại vì bây giờ vốn hóa của Venus chỉ có 1 tỷ đô thôi. Mà trong chu kỳ năm nay lên đến 3 tỷ đô mình nghĩ là rất đơn giản. Mình đo Fibo thử. Nhầm, không phải từ đây. Mình sẽ đo từ đây. Đấy, thì lên đến đến tầm này rất là đơn giản. Mình nghĩ là như vậy. Tiếp theo mình xem tình hình. Tình có thông tin gì phấn khởi không? À, PancakeSwap là có một cái pool mới các bạn, là auto compound cho syrup pool của khách. Cái này mới thôi, cái này mới có thôi. Có nghĩa là các bạn stake khách ấy, thì sẽ tự động compound. Đây, đây là pool mới này. Đây là pool cũ. Và khi mà tự động compound là mình sẽ có phần trăm cao hơn. Lúc trước phần trăm là chỉ có 90 thôi. Bây giờ là lên đến 147% rồi. Có nghĩa là khi mà các bạn stake khách ấy, thì cái lợi nhuận sẽ tự cộng dồn vào. Đấy, tự cộng cộng dồn vào. Nên vì sao cái phần trăm này sẽ tăng lên. Thì mình sẽ xem tình hình như thế nào. Đây, thì các bạn có thể vào Twitter của Pancake mà đọc. Vào, đây là phần Pancake Medium. Thì so với bên Bunny ấy, thì phí nó thấp hơn. Performance fee chỉ có 2% thôi. Bên Bunny là 30% luôn. Performance fee. Thì cũng rất là thú vị. Thì mình nghĩ là trong tương lai mình sẽ thử, nhưng mà hiện giờ mình vẫn giữ bên 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 sàn Bunny, thì Bunny vẫn cho phần trăm khá tốt. Đấy. Tại vì lúc trước mình stake khách ở bên PancakeSwap và mình so sánh với Bunny ấy, thì Bunny mình thấy là cao hơn, tỷ lệ lợi nhuận cao hơn khoảng 30 đến 40%. Đấy. Và hiện giờ khi mà khách có cái auto compound thì mình nghĩ là sẽ ngang ngửa với bên Bunny này, thì mình sẽ thử sau. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem tình hình Bunny như thế nào. Tại vì khi so sánh với Bunny, các bạn thấy là mình đang stake ở đây thì thưởng là 100% là khách và 141% là Bunny một năm. Đấy. Thì mình sẽ thử mang cái sau này, khi mà khách này nhiều ấy, mình sẽ thử mang về bên sàn Pancake để mình stake. Để thử cái auto compound này như thế nào. Và khi mà có cái này mới ấy, thì sẽ thu hút thêm nhiều vốn hóa đổ vào đây các bạn. Và 1% lợi nhuận sẽ lại chi ra để mua khách này về để đốt. Mình nghĩ là giá khách cũng sẽ tăng rất là tốt trong tương lai nữa. Bây giờ mình sẽ cập nhật tình hình sàn DeFi của Bunny như thế nào. Mình sẽ cập nhật cái pool khách này thôi các bạn nhé. Thì vì pool này mình có lợi nhuận cao nhất. Mình được 0.6121 khách này. Không chấm sáu một hai một khách, và giá của khách bây giờ là 42.85. Bây giờ mình xem là bên mình có 0.092. Và giá bên này là bây giờ chỉ còn có 383 thôi. Đấy, giá Bunny rất là biến động.
Đấy, không giống như khách, khi mà mình xếp bên khách là giá sẽ ổn định hơn 383. Và trứng là mình xem được bao nhiêu. Trứng đã hồi phục giá các bạn, mình không kịp mua. Hôm qua mình đi làm về là giá đã tăng lên lại rồi. Nên thôi không mua nữa. Là mình được 0.51 trứng. À, 2.51 trứng. Và giá là 15 đô. Rồi ok. Giá của BNB bây giờ là bao nhiêu? 610. Rồi như vậy là sau 17 ngày mình thu nhập được 377 đô. Thì tính theo thu nhập hàng ngày là mình được khoảng 22 đô và thu nhập hàng tháng là 665 đô. Và từ bây giờ đến cuối năm mình nghĩ là mình sẽ có thu nhập thêm được khoảng 5.000 đô nữa. Đấy, nhân với 8. Và số 22 đô này không nhiều với nhiều bạn nhưng mà rất là nhiều với mình. Tại vì thường một ngày mình đi làm mình chỉ được khoảng trung bình khoảng 80 đô thôi các bạn. Mà đêm tới sáng mình ngủ dậy mình được 22 đô là số tiền rất là lớn. Và đây là thu nhập thụ động, là mình không cần phải làm gì hết. Đấy, nên mình rất thích DeFi của Binance là như thế. Và trong tương lai giá của khách Bunny X cũng sẽ tăng và BB cũng sẽ tăng rất là tốt. Nên cái lợi nhuận của mình cũng sẽ tăng. Mình nghĩ là gấp đôi hoặc gấp ba là nó rất là có khả năng cao. Rồi thì đấy là cập nhật của mình về mảng DeFi của bên Binance. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hợp lý thì cho mình xin một like để mình có động lực làm video. Xin chào tạm biệt các bạn.